Vâng, Văn xin kính chào mọi người nhé. Hôm nay đi quay cho mọi người cùng tham khảo một cái mảnh nhà vườn bám view hồ và mặt đường bê tông phun thổ cư nhé quý vị nhé, lên thổ cư nhé. Đấy, mảnh đất này á, là có ranh giới á, là tới cái cây đó nhé mọi người nhé, là tự chạy sang bên này, chạy theo trục đường bê tông này là 80m mặt đường bê tông nhé, và bám theo đó là một cái mảnh vườn cà phê tiêu rất là đẹp luôn, ranh giới của mình đây đó, tới đây nhá. Và từ mảnh đất của mình mà di chuyển ra tới trung tâm dân cư là 1,5 km thôi, và ra tới trung tâm xã Đắc Nờ Rung á là 3 km nhá, rất là thuận tiện luôn, đường bê tông và đường nhựa hoàn toàn nhá quý vị nhá. Đấy, trong này thì dân cư ở rất là đông luôn, đã có điện đài là đầy đủ luôn. Và bây giờ Văn sẽ vô cái mảnh vườn này quay cho mọi người tham khảo nhé. Đất đỏ bà gian này rất là đẹp luôn, cà phê và hồ tiêu nhé. Cà phê tiêu thì nó rậm hết rồi, thì Văn sẽ quay trên cao, quay hai tầm cho mọi người, tầm cao và tầm thấp cho mọi người xem nhé. Này là mình vừa có nguồn thu nhập luôn, và bám view hồ rất là đẹp luôn. Và đặc biệt á, là cái view hồ này là đẹp nhất khu vực này nhá, rất là thoáng, vừa có nguồn thu nhập luôn. Cà phê này là gia chủ trồng được 1.500 cây, còn hồ tiêu như này á, đẹp như này luôn, là được 800 cây nhá. Cà trái rất là sai và tiêu cũng rất là đẹp, không có bệnh nha mọi người nhá. Thì đất của mình thì chuyển đều, ô tô là vào tận vườn mình nhá, vào tận ngõ mình luôn. Đấy, đứng đây là quý vị cũng có thể xem được, nhìn thấy cái view hồ dưới này nhá, rất là thoáng. Đó, cà phê là hai bên là cà phê và tiêu đông đặc luôn, nguồn thu nhập cũng khá là cao nhá quý vị nhá, vừa có thể là nghỉ dưỡng, vừa có một mảnh vườn có nguồn thu nhập rất là lý tưởng, duy nhất một mảnh ở xã Đắc Nờ Rung này đang còn nhé quý vị nhé. Này, cái căn nhà cấp 4 của mình đây là có điện nước là đầy đủ hết luôn. Đó, đằng sau này là có năng lượng mặt trời này, bồn nước giếng là có đầy đủ hết nhá. Đó, nhìn ra bên này á là đường đi vào này. Đấy, nhìn rất là phong thủy mọi người nhá. 80m mặt đường bê tông, ở mặt hồ là 120m mặt hồ nhá, nở hậu rất là đẹp luôn. Đó, giờ Văn xuống cái hồ này quay cho quý vị xem ha. Mảnh đất này là tổng diện tích trong sổ là 1 hectare 7 nhá, nhưng mà thực tế ngoài là chỉ có 1 hectare 4 quý vị nhá. Tại vì hồi xưa là làm sổ nhưng mà cái lòng hồ nó dâng nước lên rồi á, nó chỉ còn 1 hectare 4 thôi. Đấy, hồ rất là thoáng luôn, nhìn là bao quát luôn. Cà phê tiêu của mình đây nhá, hai bên đó, hai bên là cà phê và tiêu rất là đẹp. Nhìn từ trên này mình có thể là nhìn bao quát luôn này. Cái mặt hồ mình rất là rộng nhá. Đó, rất là rộng luôn. Này mà cấy thêm một vườn cây trái vào đây thì rất là tuyệt vời luôn. Đất mặt đường bê tông của mình thì lên được thổ cư nha quý vị nhá. Test thì đã phủ hồng hết rồi. Hello. Đấy, nhìn mặt hồ của mình rộng bao la nhá mọi người nhá. Đấy, ở dưới chân này là mình bám được 120m mặt tiền hồ nhá, mặt hồ.
rất là thoáng và gió rất là mát luôn. Này mình nghỉ dưỡng ở đây thì không có gì là tuyệt vời hơn nữa rồi. Ôi, một cái con đường ở dưới cái chân này đi rất là đẹp luôn. Chiều chiều ra đây là câu cá thì rất là đẹp, rất là thích hợp. Hồi này á là cứ buổi chiều chiều đến á, là dân cư ở đây người ta ra câu cá ở đây rất là nhiều nhá. Có loại cá trắm đen hồi xưa có người câu á, 7 kg một con luôn. Cá rất là nhiều. Chiều chiều ra sông mà ngắm nước nhá quý vị nhá. Gió rất là mát luôn. Nhiệt độ ở đây thì chỉ rơi dao động vào khoảng 18 đến 22 độ thôi. Rất là mát mẻ, rất là phù hợp để cho mọi người nghỉ dưỡng và làm vườn, có một căn nhà vườn. Vườn có vừa có nguồn thu nhập vừa có chỗ chơi nghỉ dưỡng nhá. Mà đặc biệt là đường xá rất là thuận tiện luôn. Từ đây mà về tới Sài Gòn là 230 km thôi. Đó. Và cái mảnh đất này thì gia chủ đang đưa ra cái giá là 4,2 tỷ, có thương lượng nhẹ nhá, có bớt lộc lá cho mọi người nhá. View hồ thì ở đây là giá rất là cao. Tại vì nó gần trung tâm nha quý vị nhá. Nó cách cái đường mà đường nhựa ngoài chuẩn bị làm á, nó đang ủi để thông ra huyện, là 4 km thôi. Cách cái đường đó chỉ có khoảng 200 mét nhé. Rất là thuận tiện ô tô vào tận nơi luôn. Mà dân cư rất là đông đúc nhé.